Nóng, 5 bị can đục tường trốn khỏi trại giam ở Hưng Yên, cảnh sát đang truy bắt. Theo công an, các bị can trốn khỏi nơi giam giữ gồm Vũ Văn Dũng, sinh năm 1995 ở Mỹ Hào, Hưng Yên, Đinh Khánh Đạt, sinh năm 1996 ở thành phố Hải Dương, Vũ Thành Nghị, sinh năm 1990 ở Ninh Giang, Hải Dương, Đào Đình Kiên, sinh năm 2001 ở Mỹ Hào, Hưng Yên, Nguyễn Văn Long, sinh năm 1991 ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Được biết khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 6, 5 người này đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên. Sau khi bỏ trốn, các bị can trên về nhà một bị can trong nhóm ở thành phố Hải Dương, lấy ô tô rồi cùng nhau chạy trốn theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Đến 4 giờ 8 phút cùng ngày, chiếc xe di chuyển qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định. Cục Cảnh sát Giao thông đã đề nghị lực lượng Cảnh sát Giao thông các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát, ra soát camera phạt nguội, các trạm thu phí trên địa bàn để phát hiện chiếc xe trên, phối hợp truy bắt nhóm bị can đang bỏ trốn khỏi nơi giam giữ trên. Theo công an, người dân khi phát hiện nhóm nghi can trên có quyền bắt, áp giải, đưa đến trụ sở công an, viện kiểm sát, ủy ban nhân dân gần nhất hoặc thông báo cho công an huyện Mỹ Hào qua số điện thoại 098 597 8995. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.